Nhận định bóng đá Than Quảng Ninh với Hải Phòng. 17 giờ ngày 16 tháng 6, Than Quảng Ninh đang có phong độ không tốt nhưng Hải Phòng cũng không thể hiện hình ảnh khấm khá hơn. Dù vậy, tiếp một đối thủ đang gặp khó là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò ông Phan Thanh Hùng tìm lại niềm vui chiến thắng. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Link trực tiếp dưới phần mô tả video. Chấn thương, kẻ phạt của những ngoại binh khiến cho Than Quảng Ninh chỉ sử dụng một cầu thủ nước ngoài trong một số trận đấu vừa qua. Điều đó đã ảnh hưởng đáng kể đến chuyên môn của đội bóng vùng mỏ. Như trong chuyến làm khách trên sân Viettel, việc vắng mặt trung vệ Lasso đã đẩy hàng thủ của Than Quảng Ninh rơi vào cảnh mong manh, để rồi ngay cả một đội bóng không có khả năng săn bàn cao như Viettel cũng có thể đi đến 3 bàn thắng vào lưới đại diện đất mỏ. Tình cảnh sức mẻ lực lượng tiếp tục tái diễn trong cuộc tiếp đón Hải Phòng khi bộ đôi tiền vệ Nhật Minh và Hồng Quân bị treo giò. Việc vắng cầu thủ đang có phong độ cao Hồng Quân sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đội chủ nhà. Sau 12 vòng, cầu thủ Việt Kiều này đã có 5 bàn thắng, nằm trong top ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng vùng mỏ. Tuy vậy, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng có đôi chút an ủi khi tiền đạo Dai Achenko đã bình phục chấn thương. Thực ra, ngoại binh này cũng không phải quá xuất sắc nhưng sự có mặt của Dai Achenko sẽ giúp Than Quảng Ninh có thêm giải pháp kéo giãn hàng thủ Hải Phòng. Than Quảng Ninh đang đối mặt với vấn đề phong độ khi chỉ thắng được một trong 5 trận gần nhất. Nhưng bên kia chiến tuyến, Hải Phòng cũng không thắng trong 5 trận liên tục vừa qua. Trong đó, khâu săn bàn dường như đang là cơn đau đầu lớn của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng khi đội bóng đất cảng chỉ ghi được 2 bàn trong chuỗi 5 trận thất vọng ấy. Ở chuyến làm khách chiều nay, JB tiếp tục bị treo giò nên nguy cơ đội chủ sân Lạch Tray rơi vào thế bế tắc như trong chặng đường vừa qua là khá hiện hữu. Nhìn tổng thể, phong độ của cả Than Quảng Ninh lẫn Hải Phòng không thực sự ấn tượng. Trong bối cảnh ấy, giới chuyên môn đánh giá đội chủ nhà ở thế cửa trên. Bởi dù vắng Hồng Quân nhưng đội bóng vùng mỏ vẫn còn có 2 cầu thủ có khả năng săn bàn tốt là Hải Huy và Hơ Mừng. Sự trở lại của Lasso cũng hứa hẹn sẽ giúp hàng thủ của Than Quảng Ninh trở nên vững chãi hơn. Lịch sử đối đầu giữa đôi bên tại Quảng Ninh cũng đang nghiêng về đội chủ nhà khi Hải Phòng chỉ duy nhất một lần cầm hòa, còn lại toàn thua kể từ mùa giải 2015. Vì thế, cơ hội để Than Quảng Ninh tìm lại niềm vui chiến thắng trước đối thủ không còn quá xuất sắc như Hải Phòng không phải là nhỏ.